Chiều hôm qua, nhiều người dân địa bàn thị trấn Châu Hưng của Vĩnh Lợi đã có một phen hốt hoảng bởi ô tô 7 chỗ tông vào giải phân cách rồi lộn nhiều dòng. Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5, ô tô mang biển kiểm soát thành phố Hồ Chí Minh đang di chuyển trên tuyến quốc lộ 1 hướng Bạc Liêu đi Sóc Trăng. Khi đến địa bàn thị trấn Châu Hưng thì ô tô này bất ngờ tông vào giải phân cách, lộn nhiều dòng sau đó mới rơi xuống đất, nằm chắn ngang đường. Bị ô tô tông trúng, cột biển báo giao thông đường hai chiều gắn trên giải phân cách đã bay ra lòng đường, trúng vào người đàn ông đang chạy xe máy. Rất may người này không bị thương. Theo những người dân tại hiện trường, tài xế điều khiển ô tô là người đàn ông khoảng 50 tuổi, trên xe lúc này chở 6 người, trong đó có 4 trẻ em. Vụ tai nạn khiến ô tô bị hư hỏng nặng, rất may không có thương vong nhưng khiến nhiều người hốt hoảng. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông địa phương đã đến hiện trường điều tiết giao thông, ghi nhận và điều xe cẩu đưa phương tiện về cơ quan chức năng để tiếp tục xử lý.